50 sao. Alo, vì nào đưa bà học lên đi. Còn không phải nhìn vô trong sách vở mà học ha. Đưa bà học rồi. Thích game. À, phần Bali ha. Rồi nghĩa Việt đâu? Alo, chị Kim ơi. Học Bali không có nghĩa Việt ha. Từ từ ha, từ từ. Nhưng mà từ từ rồi nó cũng như thôi. Câu Phật ngôn 136. Atha bà ni cầm ma ni. Atha bà ni cầm ma ni. Atha bà ni cầm ma ni. Rồi câu số 2. Chắc rằng bà lù na pu cha tí. Chắc rằng bà lù na pu cha tí. Chắc rằng bà lù na pu cha tí. Bây giờ ôn lại câu 1, câu 2 ha. Atha bà ni cầm ma ni ca rằng bà lô na pu cha ti. Atha bà ni cầm ma ni ca rằng bà lô na pu cha ti. Atha bà ni cầm ma ni ca rằng bà lô na pu cha ti. Rồi câu số 3, câu số 4. Xê hi cầm mê hi đùm mê thù. Xê hi cầm mê hi đùm mê thù. Xê hi cầm mê hi đùm mê thù. Và câu cuối cùng. Ác ghi đáp thù quá tập ba tỷ. Ác ghi đáp thù quá tập ba tỷ. Ác ghi đáp thù quá tập ba tỷ. Còn lại câu 3, câu 4. Xê hi cầm mê hi đùm mê thù. Ác ghi đáp thù quá tập ba tỷ. Xê hi cầm mê hi đùm mê thù. Ác ghi đáp thù quá tập ba tỷ. Xê hi cầm mê hi đùm mê thù. Ác ghi đáp thù quá tập ba tỷ. Rồi bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới. Atha bà ni cầm ma ni ca rằng bà lô na po cha tí. Xê hi cầm mê hi đùm mê thù. Ác ghi đáp thù quá tập ba tỷ. Atha bà ni cầm ma ni ca rằng bà lô na po cha tí. Xê hi cầm mê hi đùm mê thù. Ác ghi đáp thù quá tập ba tỷ. Đọc lên nữa. Atha bà ni cầm ma ni ca rằng bà lô na po cha tí. Xê hi cầm mê hi đùm mê thù. Ác ghi đáp thù quá tập ba tỷ. À, cuối câu số 2 nó là ngắn âm, cho nên quý vị cố gắng ha đọc, và chỗ nào chưa âm thì nghỉ à, chứ không nên nghỉ cuối câu số 2. À, đọc lại lần nữa và đi qua cái giọng kẻ. Atha bà ni cầm ma ni ca rằng bà lô na po cha tí. Xê hi cầm mê hi đùm mê thù. Ác ghi đáp thù quá bát tập pa tì.
Rồi bây giờ thì chúng ta cố gắng đọc lần hai câu ha. Tham ba ba ni cầm ma ni cà răng ba lô na pu cha sĩ si cầm mê hi đâm mê thủ ân di đa thu và tâm ba tỳ Atha ba ba ni cầm ma ni cà răng ba lô na pu cha sĩ Sĩ cầm mê hi đâm mê thu ngân di đan thu và tâm ba tỳ a tha ba ba ni cầm ma ni ca răng ba lô na pun cha tỳ Sĩ cầm mê hi đâm mê thu ngân di đan thu và tâm ba tỳ Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Rồi, bây giờ xin mời chị Meta, chị Kim, chị Hồng Mai. Alo. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Trước khi con đọc thì con nghe ngài đọc cái câu thứ nhì là cá răng, mà con không biết là trường âm nhấn hay là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ở đây thì con thấy là trường âm nhấn, thì con đọc theo bài. Dạ, có vậy phải không ngài? Xin ngài cho con biết tín hiệu, cho con biết ý kiến. Dạ, cá râm hay là cá răng? Con không nghe ngài nói gì hết. Vậy là Giang Nhất Hà thì cho biết là có dấu chấm. Vậy con đọc theo ngài là trường âm nhấn. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 136 ngày hôm nay ạ. A tha ba ba ni cầm ma ni ca ram ba lo na bút cha ti se cầm me hi đùm me thô ắc ghi đắc thô quá tắp ba ti. Dạ, con xin phân tích. A tha là hai đoạn âm, ba ba là hai trường âm thông thường, ni đoạn âm, cầm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, ni đoạn âm, cá đoạn âm, râm trường âm nhấn, ba lô hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, bút trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. A tha ba ba ni cầm ma ni ca râm ba lô ná bút chá tí. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. C trường âm thông thường, hí đoạn âm, câm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, hí đoạn âm, đum trường âm nhấn, mê thô hai trường âm thông thường, ắc trường nhấn, ghi đoạn âm, đát trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, tắc trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm. Con đọc lại câu 3 và câu 4. C hí câm mê hí đum mê thô ắc ghi đát thô quá tắc bá tí. Dạ, con đọc lại toàn bài. A tha ba ba ni cầm ma ni ca ram ba lo na mu cha ti se hi đùm mê thô ắc ghi quá tắc. Bắt người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm dự nghiệp người ngu nấu như lửa.
Con đọc lại lần nữa. Atha ba ba ni cam ma ni ca ram ba lo na bu cha ti se cam me dum me tho ak gi dat tho wat tap bat ti. Atha ba ba ni cam ma ni ca ram ba lo na bu cha ti sê cầm mê thì đùm mê thô ắt ghi đắt thô quả tập ba tì. Dạ con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con kính mời cô Kim tiếp tục ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin sám hối sư, tại vì iPhone của con đó sư, nó có nhiều phone lắm. Mà cái phone của con không phải là phone có tiếng Pali, phone của sư Hindi. Thành ra lúc mà con đánh con gấp quá, con không chấm ở trên đó cho con chọn cái đó. Con cứ thấy con đánh trúng rồi mà lên cứ sửa hoài. Sư làm ơn sư... để vô là kinh Pháp Cú 136, con quên điều đó. Còn câu số 2, cô Mita nói là khá răm á, nhưng nó là khá răm, nó có một ruồi. Và còn cũng câu số 2, bút cá tí, chữ bút á, nó không có dấu nguyền, nhưng mà con để dấu nguyền vô đó, không biết sao có dấu nguyền nữa. Vậy sư ơi, à, sư để có trong một ruồi đó cô Mita, chữ khá răm có một ruồi ở dưới đó, rồi bút cá tí sư sửa rồi đó. Không, khắp. Khá mê hi ác tha ba ba ni kham ma ni khá răng. Tại con vô trễ thì con vô sớm thì con có nhiều thời gian con đắm từ con coi lại. Đại sự hối quá rồi con nói từ từ. Nhưng mà giờ cũng xong rồi. Sư sửa rồi đó. Quý vị sư sửa rồi đó là khá răng ha. Còn bút chát tí thì không có dấu nguyền. Dạ người ngu. Dạ sư để 136 rồi. Rồi con cảm ơn sư. Dạ bây giờ con đọc à. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 136. Tại nay con hơi bận á, con vô trễ á. Dạ con xin trả bài kinh Pháp Cú số 136. Atha ba ba ni kham ma ni ka rang ba lo na buk cha ti se hi kham me hi dum me tho ak gi dap tho wa tap pa ti. Atha ba ba ni kham ma ni kha rang ba lo na buk cha ti se hi kha khi kham me hi dum me tho aki dap tho wa tap ba ti. Tôi đọc lại lần nữa. không ok. Atha ba ba ni kham ma ni kha rang ba lo na buk cha ti se hi kham me hi dum me tho aki dap thô quá tắc bá tí. Phân tích câu 1 và câu 2. Á thá hai đoạn âm, ba ba hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, khăm trường âm ngắn, mà trường âm thông thường, ní đoạn âm. Câu số 2. Cá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba lô hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, bút trường âm, bút trường âm ngắn, chá tí hai đoạn âm. À, đọc lại câu 1, câu 2. Trời ơi, quên đó. Nhiều chuyện quá, quên. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Sorry. Hồng Mai nha. Dạ cảm ơn. Không biết có ai đâu. Ok, tại không hỏi thì người ta không nói thôi. Quên. À, con xin đọc lại câu 1, câu 2 và đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Atha ba ba ni kham ma ni ka rang ba lo na buk cha ti se hi kham me hi dum me tho ak di dap tho wa tap ba ti. Phân tích câu số 3. Se trường âm thông thường, hi đoạn âm, kham trường âm ngắn, me trường âm thông thường, hi đoạn âm, dum trường âm ngắn, me tho hai trường âm thông thường. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng. Ak trường âm ngắn, ghi đoạn âm, đắp trường âm ngắn, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, tắp trường âm ngắn, bá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài rồi ca kệ.
Atha Atha bà bà ni cầm mà ni ca rằng bà lộ bút cha ti về hi cầm mề hi đầm mề thổ ác ký đắp thổ quá tắp ba tí A tha ba ba ni cầm ma ni ca rằng bà lộ na bút cha ti về hi cầm mề hi đầm mề thổ ác ký đắp thổ quá tắp ba tí An tha ba ba ni kham ma ni ka rang ba lo na buk cha ti se hi kham me hi dum me tho ak gi dap tho wa ta pa ti. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp, người ngu bị nung nấu như lửa. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câm kia của câu Pháp Cú 136. Cảm ơn Hồng Tự Men 45, Hồng Mai, cô Mít Tà cho bông qua rồi vỗ tay vỗ chân. Dạ, whatever. Con đọc có sai, xin các sư, các cô tu nữ và quý vị cho chỉnh sửa. Con xin cảm ơn trước và con xin nhường máy lại cho người kế tiếp, con không biết ai nữa tại vì không có coi được. Con xin chúc quý vị trong đạo tràng được một ngày an vui và may mắn. Dạ, con kính minh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính minh lễ sư Trí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Hạnh, quý sư, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài Pháp Cú số 136. Atta pa ni cầm ma ni ca rằng bà lô na vút cha ti se hi cầm me hi đùm me thô ác ghi đắc thô wa tắp pa ti. Atta pa ni cầm ma ni ca rằng bà lô na vút cha ti se hi cầm me hi đùm me thô ác ghi đắc thô wa tắp pa ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á thá hai đoạn âm, ta ta hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, cam trường âm nhánh, ma trường âm thông thường, ní đoạn âm, cá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba lô hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, vút trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Atha pa pa ni cầm ma ni ca rằng bà lô na bút cha ti. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. C trường âm thông thường, hí đoạn âm, căm trường âm nhấn, nê trường âm thông thường, hí đoạn âm, đâm trường âm nhấn, nê thô hai trường âm thông thường, ắc trường âm nhấn, ghí đoạn âm, đát trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, tắp trường âm nhấn, tá tí hai đoạn âm. Xê hi cầm mê hi đùm mê thô ác ghi đắc thô quá tắp tá tí. Đại phương xin đọc hết lại câu Pháp Cú số 136. A thà pa pa ni cầm ma ni ca rằng bà lô na bút cha tí xê hi cầm mê hi đùm mê thô ác ghi đắc thô quá tắp ba ti. A tha pa pa ni cầm ma ni ca rằng bà lô na bút cha ti se hi cầm me hi đùm me thô ác ghi đắc thô quá tắp ba ti. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu và con xin mặc kệ ạ. Atha pa pa ni cầm ma ni ca rằng ba lô na bún cha ti se hi cầm me hi đùm me thô ác ghi đắc thô wa tắp pa ti. Atha pa pa ni cầm ma ni ca rằng ba lô na bún cha ti se hi cầm me hi đùm me thô ác ghi đắc thô wa tắp pa ti. Dạ, con đã đọc và kể xong. Có gì
cho lão đọc phân tích và kể xong cái gì sai, xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm nhà. Xin kính chân sư Trí Đức, cảm ơn chị Như Quang đã post bài, xin cảm ơn đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp ạ, con xin xuống nhất. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Phước Thạnh, sư Phước Sang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 136 ngày hôm nay ạ. Atha ba ba nikamma nikarang ba lo nabut chati se hi kam me hi dum me tho akidat tho watapati. Atha ba ba nikamma nikarang ba lo nabut chati se hi kam me hi dum me tho akidat tho watapati. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Atha ba ba nikamma nikam nikarang ba lo nabut chati. A tha là hai đoạn âm, ba ba là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, căm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ní cá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba lô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Atha ba ba nikamma nikarang ba lo nabut chati. Câu số 3 và câu số 4. Se hi kam me hi dum me tho akidat tho watapati. Se là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, ka là trường âm nhấn, me là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, dum là trường âm nhấn, me thô là hai trường âm thông thường, ắc là trường âm nhấn, gí là đoạn âm, đắt là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tấp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Xê hi cầm mê hi đầm mê thô ắc hi đát thô quá tấp bá tí. Dạ, con xin đọc lại ạ. Atha ba ba nikamma nikarang ba lo nabut chati se hi kam me hi dum me tho akidat tho watapati. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Atha ba ba nikamma nikarang ba lo ho na bun cha ti se hi kam me hi dum me tho ak hi da tho wa tap ba ti atha ba ba ni kam ma ni ka rang ba lo na bun cha ti se hi kam me hi dum me tho ak hi da tho wa tap ba ti. Dạ, con đã đọc và phân tích và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ, con xin mời Sistina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 136. Atha ba ba ni kam ma ni ka rang ba lo na put chati se hi kam me hi dum me tho akidat tho wa tapati. Con xin phân tích câu 1 và 2. Atha ba ba ni kam ma ni ka rang ba lo na pu chati. Atha hai đoạn âm, ba ba hai trường âm thông thường, kam trường âm nhấn, ní đoạn âm, căm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, nỉ đoạn âm, cá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, lô trường âm thông thường, ná đoạn âm, bút trường âm nhấn, chá đoạn âm, tí đoạn âm,
Atha ba ba ni cam ma ni ca rằng ba lo na bút cha ti. Câu 3 và 4. Se hi cam me hi dum me thu a di đan thu wa tap pa ti. Se trường âm thông thường, hí đoạn âm, cam trường âm nhấn, me trường âm thông thường, hí đoạn âm, dum trường âm nhẫn, me trường âm thông thường, thô trường âm thông thường, ắt trường âm nhẫn, ký đoạn âm, đắt trường âm nhẫn, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, táp trường âm nhẫn, bá đoạn âm, tí đoạn âm. Se hi cam me hi dum me thô akitat thô watap pati. Atha ba ba ni cam ma ni ca rang ba lo na pu cha ti. Se hi cam me hi dum me thô akitat thô watap pati. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm do tự nghiệp. Người ngu bị nung đóng như lửa. Antha ba ba ni cam ma ni ca rang ba lo na bun cha ti. Se hi cam me hi dum me tu a ki dan tu wa tam ba ti. Antha ba ba ni cam ma ni ca rang ba lo na bun cha ti. Se hi cam me hi dum me tu a ki dan tu wa tam ba ti. Dạ, thưa con đã đọc xong, con có sai, xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng ạ. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính lễ sư Phước Sang, sư Phước Thành. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được cô Pháp Cú 136 ạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang đã phát bài ạ. Dạ, con xin phép được đọc ạ. Atha pa pa ni cam ma ni ca rằng ba lo na bút cha ti se hi cam me hi dum me tho an ghi đắc thô qua tắc ba ti. Dạ, con xin phép được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Á là đoạn âm, thá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, căm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, cá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, lô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Atha ba ba ni cam ma ni ca rằng ba lô na bút cha ti. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Se hi cam me hi dum me tho an ghi đắt tho wa tắc ba ti. C là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, căm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, đum là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thô là trường âm thông thường, ác là trường âm nhấn, gí là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, áp là trường âm nhấn, á là đoạn âm, tí là đoạn. Con xin được đọc lại một lần nữa. A tha ba ni cam ma ni ca ram ba lo na bút cha ti se hi cam me hi dum me tho a ghi đắt tho wa tap pa ti. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm do tự nghiệp, người ngu bị nung nấu như lửa. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được kệ ạ.
Atapapanikamani karambalo nabunchati sehikamehi dumetho agidato watampati Atapapanikamani karambalo nabunchati sehi kamehi dumetho agidato watampati. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có gì sai mong ngài chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con kính cảm ơn tất cả đạo tràng. Hello, yes. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ, con xin kính lễ Vua Tam Bảo. Con xin kính lễ Ngài Chỉ Đức, Ngài Phước Sang. Con xin kính lễ quý cô tu nữ. Con xin chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 136. Atthapapanikamanikamakarambalonapuchati sehikamehi dometho akitatovatapati. Dạ, con xin phân tích ạ. Attha, con xin phân tích câu 1, câu 2. Atthapapanikamanikarambalonapuchati. Attha là hai đoạn âm, attha là hai đoạn âm, papa là hai trường âm thông thường, ni là đoạn âm, kam là trường âm độc, là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ni là đoạn âm, cá là đoạn âm, răng là trường âm tộc đọc theo giọng nguyên âm, pa lo là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, put là trường âm nhấn, cha ti là hai đoạn âm. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sehi kamehi dometho akitato va la va tapati. Con đọc lại cho nó suông tí. Sehi kamehi dometho akitato va tapati. C là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, kam là trường âm nhấn, me là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, dum là trường âm nhấn, metho là hai trường âm thông thường, a là trường âm nhấn, gi là đoạn âm, da là trường âm nhấn, tho là trường âm thông thường, va là đoạn âm, ta là hai trường tap là trường âm nhấn, pati là hai đoạn âm. Dạ, con xin, con đã phân tích xong, bây giờ con được đọc bài kệ. Atthapapanikamanikarambalonapuchati sehikamehi dometho agitato vatapati. Atthapapanikamanikarambalonapuchati Uchari sehikamehidometho akidato vatapati. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm do tự nghiệp tự ngu bị nung nấu như lửa. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ con đã đọc hết và xin quý ngài, quý cô và đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin cảm ơn mọi người đã cho tín hiệu tốt và con xin cảm ơn Sức Kim, ngài Quang Thanh, cô Hồng Oai và cô Pháp Pháp Nguồn Lào Cai đã tặng hoa tặng bông ạ. Dạ con xin cảm ơn mọi người. Dạ con xin nhường lại mic cho đạo tràng. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, mến chào đạo tràng. Dạ, sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 136 ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu. Cảm ơn cô Như Quang Cần đã bốt bài ạ. Atthabha nikamma nikarang bà lô na bút chát tí xê hi cầm mê hi đùm mê thô ác ghi đát thô vá táp bá tí. Atha bà ni cầm mà ni ca rằng bà lô na bút cha tí. Á thá là hai đoạn âm, ba là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, cam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Câu số 2, cá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba lô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Sê hi cầm mê hi đùm mê thô ác ghi đát thô vá táp bá tí. Câu 3, sê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, câm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, đùm là trường âm nhấn, mê thô là hai trường âm thông thường, trường âm nhấn, ghi là đoạn âm, đánh là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, táp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. A tha bà ni cầm mà ni ca rằng bà lô na bút cha tí xê hi cầm mê hi đùm mê thô a ghi đá thô vá táp bá tí. A tha bà ni cầm mà ni ca rằng bà lô na bút cha tí xê hi cầm mê hi đùm mê thô a ghi đá thô vá táp bá tí. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị rung nấu như lửa. Đã bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. A-tha-pa-pa-ha-ni-ka-ma-ni-ka-rang-pa-lo-na-bu-cha-ti se hi kam me hi đum me tho a ke da tho và ta pa tì. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con xin xuống biết có sai chỗ nào, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ xin cảm ơn đạo tràng và xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Chào, ông nghe được không ạ? Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Thanh, Sư Phước Sang và Sư Chuyên Tịnh và Sư Phụ Pháp Trang. Con kính sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ thúc hạnh. Con chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài câu pháp cú 136.
Dạ, con cảm ơn cô Như Quang đã bót bài ạ. Atha ba ba ni kam ma ni ka rang ba no na buk chati se hi kam me hi du me tho akidat tho watapati. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Atha ba ba ni kam ma ni Atha ba ba ni Kammarang ban lo na buk chati. Á là đoạn á thá là hai đoạn âm, ba ba là hai trường âm thông thường, ni là đoạn âm, kam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ni âm, cá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba lô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, búc là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. A tha ba ba ni ca răng ba lô na búc chá tí. Câu 3 và câu 4. Sê hi cầm mê hi đùm thô ác ghi đát thô qua táp ba tí. Hí là đoạn âm, căm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, đum là trường âm nhấn, mê thô là hai trường âm thông thường, ắc là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, táp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Sê hi cầm mê hi đùm thô ác đa thô ác bá tí. Dạ, con đọc lại thần bài. A ta ba ni cầm ma ni ca răng ba lô na cha tí. Sê hi cầm mê hi đùm mê thô ác thô ác bá ta bá tí. Tu làm điều ác, không ý thức việc làm nghiệp, người ngu bị nung nấu như lửa. Của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Atha ba ba ni kam ma ni ka rang ba lo na buk cha ti. Sê hi du me tho akidato watapati. Atha ba ba ni kam ma karang ba lo la buk cha ti me hi du me tho akidato watapati. Người ngu làm điều ác, không ý làm do tự nghiệp, người ngu bị nung nấu như lửa. Đấy, của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong và kệ xong. Con có sai, mong ngài đi chí đức và quý sư và chàng sửa cho con. Dạ, con kính cảm ơn một cô Như Quang đã bót bài. Dạ, con xin xuống mic. Con kính mời các vị quý tiếp.
Dạ lưu alo, dạ con đọc xong rồi, con bây giờ con kính thỉnh sư phụ pháp Trang lên ôn bài pháp cú cùng với đạo tràng. Để con xin mic đến sư ạ. Alo, 123, 123. Tôi chưa nghe rõ ha. Câu 136. Chúc Mê Ta, Chúc Kiên, Chúc Hồng Mai, Chúc Tiên Na, Chúc Pháp Nguồn, Quynh Hạnh Phước, Hạnh Phước Tôn Nữ Phục Phạm và Chúc Quang Thành. Các ngài cha thú, quý vị đặt rất là rõ. Rồi bây giờ không còn ai đọc nữa thì chúng ta đi vào cái bộ phận của câu Phật ngôn 136 này ha. Quý vị nhìn lên mà học. Câu đầu tiên, Athapa-ba-ni-cam-ma-ni. Câu này, chúng ta thấy ba từ ha. Đầu tiên là chữ Atha. Atha. Chữ Atha có nghĩa là và rồi, hoặc là trong khi lại nữa, ví dụ thường Athako ha, thì ở đây thì Atha có nghĩa là trong khi và rồi lại nữa, vân vân. Rồi sao? Ba ba ni do cái từ ba ba là một tỉnh từ trung tỉnh này, nhưng mà được chia theo đối cách số nhiều. Đức Tỳ Giá người Pháp Tỳ Bà Hú Quá Trần Á Ba Ba Ni có nghĩa là các việc ác, các việc bất thiện, các vật việc ác, các việc bất thiện. Rồi Cầm Ma Ni, Cầm Ma Ni do chữ Cầm Ma. Cầm Ma là một danh từ trung tính, ác lần tới nó cùng sơ từ hình ra. Và tâm má này được chia theo đối cách rất nhiều. Đức Tỳ Giá được phát tri bổ qua trần á, cho nên tâm má biến thành tâm mà ni là việc làm, hành động hay là nghiệp, do cái động từ có rô tí ha. Việc làm, hành động hay là nghiệp. Hai, câu số 2, ca lăng ba lô nắp chạy tí, ca lăng ba lô nắp cú chạy tí. Chỉ ca lăng do cái động từ ca rô tí ha, nhưng mà đây là một hiện tại phân từ. Một hiện tại phân từ do cái động từ ca rô tí. Ca lăng trong khi làm, ca lăng rằng trong khi làm. Rồi chữ ba lô kẻ ngu, ba lô kẻ ngu. Rồi na là không cố chặt tí, cái động từ cố chặt tí có nghĩa là sáng suốt, hiểu rõ. Động từ suy sáng suốt, hiểu rõ,
nhưng mà nó có gì ná à trước, có nghĩa là không sáng suốt, không hiểu rõ. Vậy thì câu một câu hai, Athapa bà ni cầm mà ni cá răng bà lồ nó phút chặt ti. Athapa bà ni cầm mà ni cá răng bà lồ nó phút chặt ti. À, trong khi làm các việc ác, kẻ ngu không được sáng suốt. Trong khi làm các việc ác, kẻ ngu không được sáng suốt. Rồi, bây giờ chúng ta qua cùng 3, cùng 4 ha. Xê hí cầm mê hí đùm mê thù, xê hí cầm mê hí đùm mê thù, chỉ xê hí do cái đại từ xa, à, chỉ xê hí này có nghĩa là do các hành động của mình, do các hành động của mình. Do các hành động của mình chỉ sẽ hí ha. Rồi cầm mê hí, cầm mê hí à, do cái từ cầm má ha, nhưng mà ở đây được chia theo sử dụng cách số nhiều, à, tức là ta thì giao được pháp thí phủ quá trình á, à, chỉ cầm má biến thành cầm mê hí việc làm, à, với việc làm hoặc là bằng hành động, với việc làm hoặc là bằng hành động. Rồi từ đùm mê thù, đùm mê thù, à, chúng ta thấy chữ đú ở phía trước, à, đó là một tiếp đoạn ngữ có nghĩa là xấu, tội, thiếu, à, xấu, tội. Rồi chỉ mê thô do từ mê tha, mê tha nó là một danh từ trung tính, akrantana pumsakalinga, mê tha là bậc trí, à, mê tha là bậc trí. Vậy thì có chữ, à, đùm mê thô nó được đưa làm chủ từ Bathama Ekavachanau Phát Tí, cho nên à, chỉ mê tha nó biến thành mê thô. À, đùm mê thô có nghĩa là người thiểu trí, đùm mê thô người thiểu trí. Rồi, câu cuối cùng. Câu cuối cùng. Akidakho Watapati. Akidakho Watapati. Chữ Akidakho. Akhi có nghe ngọn lửa. Và Dakho do từ Dakha là đã được nung nấu. Chữ đắc thù đây là một cái dạng quá khứ văn từ nha, nhưng mà được đứng làm chủ từ số ít, à, ắc duy đắc thù bị đốt bởi ngọn lửa hoặc là đã được nung nấu bởi ngọn lửa, ắc duy đắc thù. À, và có chữ quá phía sau có nghĩa là quý quá, ví như, à, ví như bị đốt thiêu bởi ngọn lửa, à, akidatho quá. Rồi chữ tapati, tapati cái động từ này có nghĩa là bị sầu than, bị đốt nóng, bị bực bội, đốc bạch y.
bị bực bội, bị đốt nóng, bị sầu than. Vậy thì câu 3, câu 4 ha. Chế cầm mê đùm mê thù ở dưới đất thù quá tâm bất ý. Do các hành động của mình, kẻ tiểu tí bị dằn vặt, ví như bị đốt thiêu bởi ngọn lửa. Câu 3, câu 4. Chế hít cầm mê hít đùm mê thù ấp khi đã thù quá tập và ý. Do các hành động của mình, kẻ tiểu trí bị dằn vặt, ví như bốc thiêu bởi ngọn lửa. Câu 3, câu 4. Câu Phật ngôn 136. Trong khi làm các việc ác, kẻ ngu không được sáng suốt. Do các hành động của mình, kẻ tiểu trí bị dằn vặt, ví như bị đốt thiêu bởi ngọn lửa. Đó là câu Phật ngôn 136. Trong khi làm các việc ác, kẻ tiểu trí không được sáng suốt. Do các hành động của mình, kẻ ngu bị dằn vặt, ví như bị đốt thiêu bởi ngọn lửa. Rồi, ngài Hòa Thượng Gia Đức đã phổ thơ được bác thế này: người ngu sằng bậy lỡ lầm, vẫn không nhận thức việc làm cuồng si. Nghiệp kia nhân quả tức thì, bị thiêu bị nấu, có chi phải ngờ. Người ngu sằng bậy lỡ lầm, vẫn không nhận thức việc làm cuồng si. Nghiệp kia nhân quả tức thì, bị thiêu bị nấu, có chi phải ngờ. Rồi, ngài Hòa Thượng Minh Châu ha. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Người ngu làm việc ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Alo, thời gian còn nhiều, bây giờ vị nào còn đưa tay đọc nó không? Có vị nào chưa đọc? Alo, alo, có vị nào chưa đọc? Hay là chúng ta nghe duyên sự, rồi sẽ đi vào thảo luận ha. Cái gì sĩ quan thanh nghe rõ ha. Kính lễ đại đức Huệ Đức vừa đến với pháp hội. Câu Phật ngôn 136. Bây giờ quý vị nghe duyên sự câu Phật ngôn này ha. Alo, câu Phật ngôn 136. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Trúc Lâm, thì ngài đã đề cập đến một ngạ quỷ mình trăng, một ngạ quỷ mình trăng. Tức là khi mà ngài Lắc Cà Ná đi chung với ngài Mốc Ca La Na, thì đã thấy bằng thiên nhãn một con ngạ quỷ mình trăng dài đến 25 do tuần. Từ đầu nó ngọn lửa bốc lên đến đuôi, từ đuôi nó ngọn lửa bốc lên đến đầu, từ đầu và đuôi hai phía ngọn lửa bốc lên đi vào khoảng giữa mình nó. Ngài Lắc Hà Na khi thấy như vậy, khi thấy như vậy thì ngài Mục Kiền Liên là cười, và ngài Lắc Hà Na mới ngạc nhiên tại sao mà ngài
Móc ra là nó lại cười như vậy. Cho nên ngài Móc ra là mới nói rằng: này đạo hữu, không phải cái lúc mà để ta trả lời câu hỏi này. Khi nào đến trước mặt Đức Thế Tôn thì hãy đặt câu hỏi này: tại sao ta cười? Rồi hai vị đi vào thành Sau Thi để khắc thực. Và sau khi khắc thực xong, về đến trước mặt đạo sư, thì ngài Lạc Hà Na mới đem cái vấn đề này, và ngài Mục Ca La Na mới trả lời: này đạo hữu, lúc đó tôi thấy một con ngạ quỷ, vì thân hình của nó kỳ lạ quá, tôi chưa bao giờ thấy như thế, cho nên tôi mới mỉm cười. Và Đức Phật lại xác nhận lời của ngài Mục Ca La Na: này các vị thưa, quả thật các vị thinh văn của Như Lai đều có chánh kiến như thế cả. Rồi ngài nói tiếp thế này: này các vị thưa, ngạ quỷ ấy chính Như Lai đã từng thấy sau khi chứng đạt đạo quả dưới cội cây Bồ Đề, nhưng mà Như Lai không nói ra, vì ai rằng những người khác không tin lời của Như Lai thì sẽ không được lợi ích. Bây giờ có được Mục Ca La Na làm chứng, cho nên Như Lai mới nói rằng: Chư Tăng hỏi về tiền nghiệp của con ngạ quỷ đó. Và Đức Phật giải thích như thế này: trong thời Đức Phật Kassapa, có một bá hộ tên là Sumangala đã lốt đặt bằng vàng một quãng đất rộng khoảng 20 Usapa. Usapa có nghĩa là 140 cupi, lối khoảng 20 ngón tay, lối khoảng 20 ngón tay bằng vàng, mà như vậy là thấy cũng dữ dội ha. Để xuất ra một số tiền vàng nhiều như thế để kiến tạo một cái ngôi chùa, và thêm một số tiền tương đương để khánh thành ngôi chùa đó. Rồi một hôm, ông bá hộ Sumangala này đi viếng Đức Bổn Sư từ sáng sớm, đi đến cổng thành thấy một kẻ trộm nằm trong một cái trại, đầu trùm bằng một chiếc y vàng, hai chân dính đầy bùn. Thì ông bá hộ nẻo mới nói rằng: nhà ngươi có chân dính đầy bùn này chắc chắn là đã đi trong ban đêm mới về nằm đây. Tên trộm dỡ cái y ra, trường mặt ra, thấy bao hộ mới buộc con trái với ông ta rằng: rồi đây ta sẽ tìm cách đối phó với ông. Rồi anh ta đã lén đốt ruộng, đốt nhà của ông bá hộ này tới 7 lần, và làm bấy nhiêu chuyện ác để trả thù cũng chưa đã như gây giận. Tên trộm còn tiền để làm quen kết bạn với người hầu riêng của ông bá hộ, rồi lựa dịp mà hỏi ông bá hộ Sumangala ông thích những cái gì. Và khi nghe đáp rằng ngoài cái hương thắp ra thì ông bá hộ không còn ưa thích cái gì nữa, thì nghe như vậy thì tên trộm này nó quyết ta sẽ đốt rụi cái hương thắp mới há cái lòng cam giận của ta. Và chờ khi mà Đức Phật vào trong thành khất thực thì cái tên trộm đáng vào đập bể tan tành những cái vò nước uống, nước xài, rồi châm lửa đốt luôn cả cái hương thắp của Đức Phật. Khi hai tiền khẩn cấp báo rằng cái hương thắp đã bị đốt, thì ông bảo hộ xuống băng lạ đến ngay trong lúc lửa còn cháy, và nhìn cái hương thức đang cháy mà không mảy may có một chút buồn phiền, ông ta còn vỗ tay cười lớn. Và khi đó dân chúng đứng gần thấy ông có những hành động lạ như vậy mới hỏi: thưa ông chủ, tại sao ông lại bỏ ra nhiều tiền để tạo hương thức
mà khi hương thắp bị cháy ông là vỗ tay cười à, sao kỳ vậy nè bà con. Bao nhiêu công trình của ta làm đó là ta đã chôn của vào cái chỗ đặc biệt, không có sự tai hại nào, nhất là lửa có thể lấy mất đi được à. Nhưng mà ta là có dịp ra một số tiền để mà tái tạo cái hương thắp này để cúng bậc đạo sư, cho nên ta hoan hỷ, ta vui mừng, ta vỗ tay, ta cười. Và sau khi xuất ra một số tiền của nhiều hơn à, cho xây dựng lại cái hương thắp à, và ông bá hộ xuất bằng gà lá đó là trai tăng đến đức bổn sư thứ 20.000 vì từ thư từ tùng. Và thấy ông bá hộ làm như vậy cho nên tên trộm nó là nghĩ là ta mà không giết được cái ông này, ta không thể nào rửa được cái nhục này, ta phải giết anh ta mới được. Và thế là anh ta cột một con dao găm à, giấu trong thắt lưng, đi vơ vẩn ở trong chùa suốt cả ngày à, suốt cả cái ngày lẫn đêm, mà lẫn quẩn ở trong chùa suốt 7 ngày như vậy để mà tìm cơ hội thuận tiện giết ông bá hộ. Riêng ông bá hộ sau 7 ngày trai tăng à, đến tăng chúng có Đức Phật à, tọa chủ rồi mới đến đảnh lễ bậc đạo sư và nói rằng nhờ có một người họ đã đốt ruộng của con, đặt cái chân bò à, trong chuồng của con thấp lần, bây giờ đây cũng nhờ cái người đó đốt cái hương thắp của bậc đạo sư mà con mới có dịp lập phước. Vậy thì trong cuộc phước thế này, phần phước thứ nhất là con xin chia đến cái người mà đã có những cái hành động như vậy. À, khi mà ông bá hộ Xuân Mạng Gà Lá nói như vậy thì cái tên trộm này nó nghe và nó nghĩ là ô, nặng thay là cái nghiệp của ta đã tạo, ta đã xúc phạm đến cái ông ta như vậy mà ông ta không có một chút gì giận hờn ta, mà là còn chia cho ta phần phước thứ nhất à, trong cái cuộc phước thế này. Ta là một kẻ phản bội, nếu như ta không sám hối một người như thế thì chắc chắn là chư thiên sẽ đánh cái đầu ta bể làm bảy mảnh. Rồi tên trộm đến trước à, ông bá hộ Xu Mần Người La à, quỳ xuống và nói: thưa ông chủ, xin ông chủ xá tội cho con. Bá hộ Xu Mần Người La nhìn cái tên trộm hỏi: cái gì vậy? Và tên trộm mới nói rằng: thưa ông chủ, bao nhiêu việc ông vừa kể ra đó chính con đã làm, xin ông hãy tha tội ấy cho con. Ông bá hộ Xuân Mạng Gà Lá hỏi tên trộm về tất cả hành vi của anh ta: bao nhiêu việc này việc nọ chính con đã làm cho ta phải không? Dạ thưa, phải, chính con đã làm. Khi nghe như vậy thì ông bá hộ Xuân Mạng Gà Lá mới nói rằng: con chưa từng gặp mặt ta, tại sao lại căm thù ta như vậy? Tên trộm mới nhắc lại mấy lời mà ông đã nói. Cái ngày mà bá hộ đi ra cổng thành, thấy anh ta nằm ngủ à, rồi nói rằng: vì lẽ đó mà con đã giận ghét ông chủ à, tức là ông chủ đã nói cái chân mà dính sình như thế này thì chắc rằng trong đêm khuya đi đây đi đó à, mà đi đây đó cái nghĩa là làm những việc bất chính cho nên cái chân mới dính sình như vậy. Rồi ông bá hộ Xuân Mạng Gà Lá nhớ lại mình đã nói những lời đó mới nhận lỗi: ồ đúng rồi, ta có nói như vậy, thôi thì con hãy miễn lỗi cho ta đi. À, xin lỗi tên trộm xong thì ông bá hộ mới nói: thôi con hãy đứng dậy, ta tha tội cho con hãy đi đi. Dạ thưa ông chủ, nếu ông chủ đã tha tội cho con thì xin ông chủ nhận cho con đưa cả vợ con đến làm tôi tớ trong nhà của ông chủ. À,
bấy nhiêu việc con đã làm đối với ta là đã dứt khoát rồi, ta không thể bàn đến chuyện ở chung trong một nhà, con không có phần sự ở trong nhà của ta, ta tha tội cho con hiểu như vậy là được rồi. Vì tạo những cái nghiệp nặng như vậy cho nên khi hết tuổi thọ, tên trộm bị sa vào địa ngục A Tỳ, bị thiêu đốt rất là lâu và do quả còn dưới sót, bây giờ tái sanh làm ngạ quỷ mình trăng trên đỉnh núi với các Bồ Tát bị lửa thiêu đốt. Sau khi giải rõ tiền nghiệp của ngạ quỷ đó, Đức Phật mới dạy rằng: này các vị cao, cái hạng người ngu khi làm các nghiệp ác thì không có tự biết, nhưng mà vì sao chính những cái nghiệp của họ đã tạo, đã thiêu đốt họ, chẳng khác nào lửa rừng tự nhiên bốc cháy lấy chính mình vậy. Rồi Đức Phật ngài thuyết lên câu Phật ngôn 136 này. Rồi bây giờ nè: Ya sa thủ cô nhiều quá Athapa ba ni cầm ma ni ca răng ba lô na phu cha ti se hi cầm mê hi dum mê thù á ki đá thù á ta ta ti. Người ngu làm điều ác không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì có rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Phật. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng vì câu nói chống, vì câu nói chẳng bị căm thù, Ba Hộ không hờn giận kẻ ngu, đốt ruộng đốt nhà mong bảo quản, đốt luôn hương thất bậc chân tu, lại đem hồi hưởng phước đầu tiên cho kẻ giúp mình tạo phước duyên, rốt cuộc kẻ gian ra sám hối, dứt ngay quan trái kiếp hiện tiền, kẻ trộm về sau đọa A Tỳ, rồi làm ngạ quỷ bởi ngu si, không lường hậu quả hành vi ác, thầm thượt mình căng kéo lết đi. Qua câu Phật ngôn này, quý vị thấy sao? Cũng ít có những cái trường hợp mà khi thấy của cải tài sản của mình ha bị thiêu rụi, bị đốt cháy, một cái hương thất của Đức Phật ha, một nơi cư ngụ Đức Phật, mình đã bỏ tiền bỏ bạc ra để tạo dựng, mà bây giờ có kẻ con trai căm thù là tới nơi đốt cái hương thất của Đức Phật. Ông ta nhìn thấy hương thất bị cháy thay vì buồn rầu sầu khổ ha, ông Bá Hộ xuống măng gà lạ, ông này ông nhìn thấy ông là quan thì ông cười. Chính cái hành động đó, quý vị có khi nào nghĩ ông này ông điên không ha? Ta phá hoại sản của mình, buồn không buồn mà lại vỗ tay cười. Đây là một cái hành động mà khi biết cái nụ cười của ông ta là sướng quá, bây giờ người ta phá thì bây giờ coi như hư hại, thì mình có cơ hội để mà tạo phước. Một chỗ của Đức Phật ha, mình bị đốt phá như vậy thì bây giờ mình có cơ hội để mà làm phước. Cho nên ông ta hoan hỷ, ông ta vỗ tay, ông ta cười. Thật sự cũng ép chết vì cái miệng ha. Người ta làm gì kệ người ta, ta nằm ngủ cái tới dòm rồi cái nào cái tên này, cái chung chẳng này dính sình dính buồn thế này, chắc là trong đêm đi đây đi đó chôn chĩa, chỉ có ban đêm đi mới chính sự vậy thôi, chứ thường thường á người ta nằm ngủ hoặc là làm gì thì đâu có chân đâu dính sình. Anh này ngủ mà cái chân dính sình thế này là chắc là cái này là
có những cái hành động mà đi đến những ở chỗ bầy bạ, cho nên mới dấn sinh. À, chỉ cần nói một câu như vậy, chân nhà ngươi dấn sinh là chắc là nhà ngươi đi vào chỗ không tốt đẹp. À, chỉ cần nói vậy mà thay hoàn cả nha. Đốt ruộng 7 lần, chặt chân bò 7 lần, đốt nhà 7 lần, đốt luôn cả hương thất của Đức Phật. Quý thầy, quý vị thấy ghê gớm không? Rồi, bây giờ quý vị viết dùm cái tên của ông Ba Hộ Suốt Măng Gia La, viết làm sao? Quý vị viết mà cái đúng tên á, thì quý vị sẽ nhớ được lâu. Câu Phật ngôn 136 ám chỉ ông Ba Hộ Suốt Măng Gia La. Viết sao đây bà con? Alo. Rồi hãy nhớ những nhân vật này để rồi câu Phật ngôn 136 chúng ta nhớ lâu hơn. Alo, ông Bá Hộ đó tên là Suốt Măng Gia La, viết làm sao đây? Suốt Măng Gia La, rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Sư Ca, Sư Kim, Sư Hồng Mai, rồi đi chung với ngài Mộc Gan La Na. Ngài Mộc Gan La Na viết làm sao đây? Ngài Mộc Gan La Na cánh tay trái, tức là thượng thủ sinh văn. Rồi rồi, Suốt Măng Gia La viết rồi, nhưng mà bây giờ ngài Mộc Gan La Na chữ ô không có dấu huyền. Mộc Gan La Na chữ ô không có dấu huyền ha. Rồi Mộc Gan La Na, rồi Sư Hồng Mai, Sa Thú, Sa Thú, Sư Mê Ta, Sư Mê Ta biết sai nha. Mộc Gan La Na, Sư Hà cũng sai rồi nha. Sư Kim nè, Sư Hồng Mai đúng. Mộc Gan La Na có nghĩa là ngài Mục Kiền Liên. Và đi chung với ngài Mục Kiền Liên thì ngài Lắc Hành Na. Lắc Hành Na thấy ngài Mộc Gan La Na cười. Vậy thì ngài Lắc Hành Na viết làm sao? Alo alo, Lắc Hành Na. Lắc Hành Na này chắc là nhìn vô vỡ cho nên mới viết đúng vậy nha. À, Sư Kim nè, chắc nhìn vô vỡ cho nên mới viết đúng. À, Sư Kim, Sư Mê Ta, Sư Hồng Mai, chính xác. Lắc Hành Na, chính xác, chính xác. Đang nghe gì vậy? Chính con nghe vấn đề đa nghi và đa ngộ đó. Nghi ngờ mới hiểu thật chứ. Còn bây giờ mình không thắc mắc, không hỏi, không nghi ngờ sao mình tìm ra. Rồi, thôi. Được rồi ha. Nhớ những nhân vật trong câu chuyện này là ngài Lắc Hành Na đi chung với ngài Mộc Gan La Na, hai vị từ cái núi Linh Thú. Ủa, cái từ Linh Thú tiếng Bali viết sao ta? Linh Thú, từ ở trên núi nó đi xuống. Mà chính là chỗ Linh Thú này là cái chỗ mà Đều Quân Đất Ta đã lăn đá để giết Đức Phật này. Thì cái núi này cũng quan trọng á. Cái núi đó gọi là Linh Thú Sơn. Mà Linh Thiếu Sơn thì tiếng Bali viết sao rồi, chữ này khó. Vậy này thấy hồi nãy giờ suy nghĩ ha, suy nghĩ không biết nè. Linh Sơn, Linh Thiếu, thường thường trong kinh hay nói vậy, nhưng mà tiếng Bali viết sao đây nè. Alo, Gichakuta, Chắc cù ta chỉnh hẳn đó. Tại cái núi này nè, hai vị tôn giả tức là ngài Mộc Gan La Na và ngài Lắc Hành Na từ cái núi này đi xuống. Nhưng mà khi đương đi như vậy thì ngài Mục Kiền Liên cười.
Thì vì lắc hành ha, không biết tại sao mà ông này nó sáng sớm mình đi ôm mình bác đi vậy mà coi nhẹ cười, à cái nụ cười thấy kỳ cục qua. Mới hỏi tại sao cười, thì ngài Mục Sa Lợi nói, mới nói là khi nào về gặp bậc đạo sư rồi thì khi đó ngươi sẽ biết tại sao ta cười, à hỏi đi, trả lời. Rồi ngài Lakhana cũng ấm ức ha, tại sao cái vấn đề, à tại sao cái vấn đề mà coi như ngài Mukkalana thấy mà coi như ngài Lakhana không thấy? Bởi vì ngài Mukkalana là vị mà đệ nhất về thần thông mà, à đệ nhất về thần thông, cho nên coi như ngài thấy những phi nhân, ngài thấy luôn cả ngạ quỷ mình trăng này, trong khi ngài Lakhana không thấy gì hết. À, thần thông của ngài Mukkalana tuyệt vời ha. Thì khi mà thấy như vậy thì ngài Mukkalana ngài cười, và đó cũng là một cái điểm mấu chốt. À, khi về chùa Kỳ Viên ha, à chùa Trúc Lâm đó, thì hai vị này, ngài Lakhana mới hỏi ngài Mukkalana tại sao ngài cười khi mà ở trên núi đi xuống. Thì ngài Mukkalana mới trình bày lên với Đức Phật là thấy một con ngạ quỷ mà mình trăng nó dài, và coi như lửa nó cháy từ đầu xuống tới đuôi, từ đuôi nó cháy lên đầu, rồi từ đầu nó cháy tới giữa thân hình, từ dưới đuôi nó cháy lên nửa thân hình, coi như là cháy suốt như vậy. Cái mà coi như chính ngạ quỷ mình trăng nó chịu nhiều sự thống khổ, à, đau đớn mà do ác nghiệp của nó. Tức là trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa, à, Đức Phật chánh đẳng chánh giác mà trong quá khứ, à, trong quá khứ có nghĩa là trước Đức Phật Gautama của chúng ta. Quý vị biết rằng trong quá khứ có ba vị Phật đã từng xuất hiện, à, tức là Đức Phật Kakusanha này, Đức Phật Vona Gamana này, và Đức Phật Kassapa. Trong cái hiện kiếp này, tức là quả địa cầu của chúng ta, à, có tất cả là 5 vị Phật, nhưng mà 3 vị quá khứ, à, Đức Phật Gautama của chúng ta là hiện tại, và còn một vị Phật trong tương lai, tức là Đức Phật Mittayya. Như vậy thì một cái quả địa cầu mà nó coi như 5 vị Phật xuất hiện thì người ta gọi là hiện kiếp, một cái kiếp mà coi như là, à, hiện thiện, có những vị Phật xuất hiện mà tới 5 vị luôn. Thì có ba vị mà cái vị gần nhất á, là ngài Kassapa. Thì trong cái thời kỳ của ngài Kassapa này thì có cái trường hợp này xảy ra, tức là ông Bá Hộ Sumangala cũng giống như ông Cấp Cô Độc, cũng giống như bà Visakha, là một đại thí chủ, à, cho Đức Phật Kassapa. Ông ta ủng hộ, ông ta hộ độ, ông ta cúng dường, à, trong cái thời kỳ đó rất là mạnh, rất là nồng nhiệt. Thì chính cái hương thất, à, tức là cái chỗ mà Đức Phật ngủ á, thì ông ta cũng xây dựng luôn. Ngoài cái vấn đề chùa chiền, ngoài cái vấn đề này kia, thì cái chỗ ở, à, của Đức Phật, ông ta cũng bỏ tiền vàng ra để mà tạo dựng. Nhưng mà chỉ một câu nói, ông đại thí chủ này chỉ có một câu nói, à, người nằm ngủ ở đây mà chứng dính sẽ vậy chắc chắn là ban đêm người đi bậy bạ chỗ này chỗ kia, à, có nghĩa là cái ý nói là người, à, không có tốt, à, cho nên chứng dính sinh mà đi ngủ vậy là chắc chắn là người là kẻ là không được, à, không được đàng hoàng, à, tức là ngươi là người mà có thể là theo đạo gọi là đạo chích. Ừ. Cái ý chúng ta nghĩ sao nói vậy, ai ngờ
còn phải che quỳ cái miệng ha. Chuyện người ta làm kệ người ta, chỉ nói một câu vậy mà cái tim kia quan trái ta tập việc mình à. Giờ vậy là cha già này không biết mình à, biết mình đi đây đó, cho nên mới nói nó mánh nó khé rồi. Cục quan trái, cục quan trái nghĩa là cái trộm này đốt ruộng của ông bá hồ này tới 7 lần ha. Châu bò nghĩa là nhốt trong chuồng nó cũng chung vô, nó chặt chân của châu bò này cũng 7 lần như vậy luôn rồi, cũng chưa cả hết nữa. Rồi nó còn đi đốt cái hương thất của Đức Phật luôn à, ghê thiệt. À, con người khi mà giận hờn, khi mà oán trái với nhau là quý vị thấy không từ một cái gì hết á à, bởi vì nghĩ rằng cái ông ba hộ này cho người theo dõi luôn. Ba hộ này ông thích cái gì, ông ba hộ này ông ưa cái gì à, thì được cái người đệ tớ của ông ba hộ này cho biết là ông này vì cái niềm tin đối với Đức Phật, vì cái niềm tin đối với Tam Bảo à, cái ông này thường thường hay tới chỗ Đức Phật á, hay tới chỗ hương thắp đó, mà ông ta trân trọng, ông ta có gì quý, ông ta có cái gì là hay tới chỗ hương thắp của Đức Phật à, cho nên đi trộm nó ở thích hả, ưa thì bây giờ phá cái ưa cái thích của ông này cho ông ta đau khổ, ai biểu nó bậy trí à, thế là đốt luôn cả hương thật à, trước khi đốt à, chờ Đức Phật ngài ôm mình bác đi các Phật đập tan qua bình lưu chứa nước, rồi những cái gì mà coi như là cản trở là đập tan qua hết rồi cái đốt luôn à. Quý vị thấy khi người ta báo à, cái chỗ ở Đức Phật bị cháy rồi, thì ông này ông chạy tới không có lò chữa cháy hả, mà ông vỗ tay ông cười sung sướng quá, có dịp ta làm phước nữa, có dịp ta tạo công đức nữa, vậy này thôi cháy cho cháy luôn à, ông ta không cười nữa. Chính cái nụ cười mà làm cho cái anh chàng kia anh nó khùng lên. Mình đã đốt như vậy mà anh còn quan hỷ cười nữa. Mà quý vị thấy cái trường hợp này cũng là một trường hợp khi hữu ha. Khi của cải tài sản của mình bị tiêu hao, bị hư hại thì mình buồn rầu sầu khổ là phải rồi à, nhưng mà ông Sung Văn Gà La này ông là cười, có cơ hội ta làm phước nữa à, cho nên không buồn không giận gì hết. Và khi ông làm phước tạo nên một cái hương tác khác dân cứu Đức Phật, và ông ta lại nói một cái câu rất là đặc biệt: cái người mà đã đốt, cái người mà đã làm cho đau khổ cho chính bản thân đau khổ, tức là coi như đốt luôn 7 lần nè, rồi chặt chân bò chân trâu nè, rồi bây giờ đốt cái hương thắp của Đức Phật, cái người đó là cái người mà chính bản thân tôi à, hướng tâm đến chia phần phước cho người đó đầu tiên, bởi vì nhờ có người đó mà tôi mới có cơ hội để làm phước à, anh chàng này lặn sẵn dao nghe, giữa đám đông mà chỉ mặt ảnh là anh thụ liền à. Nhưng mà khi nghe nói là cái người mà được giao phần à, cho phần phước đầu tiên, tức là cái người mà đã có cái ý đồ mà coi như chặt chân bò, đốt ruộng, đốt hương thắp này à, cái phần phước đầu tiên là cho người đó à, anh chàng nghe thấy khổ. Không ngờ cái tâm của ông này quá là bao la vĩ đại à, cái tâm quá tốt như vậy. Bây giờ mình không sám hối chắc chắn là mấy ông chịu thiền đánh cái đầu bể bảy mánh này à, quỳ sám hối à,
Rồi ông bảo, ta ngươi đâu quen biết gì, tại sao ngươi lại cột con cái? Thì cái tên đạo chích mới trả lời, chỉ có một con nói rồi ông mà tôi cột con cái. À, tôi nằm tôi ngủ, à, cái chân không quen chưa có rửa, mà dính sình thì ông nói rằng à, chính cái bàn chân dính sình này là cái thằng chỉ có ăn trộm ăn cướp thôi, ban đêm mới dính sình như vậy. À, thế tưởng tượng người ta đi ngủ người ta rửa chân rửa cẳng, chỉ có những cái anh chàng mà đạo chích này mới để chân dính sình mà đi ngủ vậy thôi. À, thì ông bảo hồ à, sực nhớ lại mình có nói, chính vì có nói như vậy mới chịu khổ mới oan trái. Rồi bây giờ câu Phật ngôn 136, đây là một đề tài để quý vị thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta con ếch nó chết vì cái gì? Con ếch nó chết vì cái miệng, nó chung xuống ở dưới cái giếng sâu, trong hang, trong lùm, trong kẹt đá, trong bụi rậm. Nhưng mà tại sao nó chết? Để đi núp người ta rồi, trốn người ta rồi. Nhưng mà cái miệng cái là quệt. Ai biểu la chi cho to. Mà khi mà la như vậy thì bị người ta mang, tìm cách người ta bắt. Không phải ếch chết vì thịt nó ngon, mà tại người ta nghe cái tiếng kêu nó dễ ghét. Nghe tiếng kêu dễ ghét, cho nên coi như người ta mới làm thịt nó, bắt nó. Thì câu Phật ngôn 136 này cũng vậy. Người ta nằm ngủ kệ người ta, chân dính trình cũng kệ người ta. Ai biết nói chi bậy bạ đấy rồi, khổ đế. À, rồi, bây giờ quý vị thảo luận về câu Phật ngôn này. Xin mời bàn tay của quý vị. Alo. À, bây giờ mời Sip Mita đi. Sip Mita nghĩ sao về câu Phật ngôn 136? Alo, Sip Mita đâu rồi? Thôi, xà thủ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn. Dạ, như vậy thì âm thanh của con đã nghe được rõ rồi. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Thiện Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính đảnh lễ Sư Phước Thạnh, con kính đảnh lễ Sư Chân Tịnh. Và hôm nay quý sư vào đạo tràng rất là đông, con rất là hoan hỷ. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Như Pháp, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con thấy cái câu Pháp Cú 136 này, cái duyên sự rất hay, là về cái nhân quả. À, đúng là nhân quả bất khả tư nghi. Dạ, con rất là hoan hỷ. Dạ, con cũng kính cảm ơn Ngài đã nói lên cái duyên sự và đã giảng giải về những cái điều quan trọng trong cái câu này, là con rất là thích. Là con thấy á, và con thấy hai nhân vật. Thứ nhất là cái ông bá hộ này, ông đã có tính tâm với Tam Bảo rất là không thể bàn được. Rồi, ông là một người cũng giàu có, rất là giàu có, cho nên bị đốt ruộng, chặt chân bò tới 7 lần mà cũng không có suy xiển gì đến với ông. Nếu mà ông không có giàu có thì chắc là nguy hiểm lắm. Chặt tới 7 lần, đốt 7 lần mà ông cũng vẫn còn tài sản, cũng vẫn còn rất là nhiều.
Thì, nhưng mà về cái tính tâm với Tam Bảo thì ông rất là vững chắc, là không thể bàn được. Bởi vì ông đã xây cái hương thất cho Đức Phật, rồi bị đốt, mà ông cũng không có hề lo lắng, không có sợ sệt gì hết. Mà ông nghĩ rằng cái kẻ nào mà đốt đó, thì đó là tạo cái cơ hội cho ông để ông xây dựng lại, để cúng dường cho Đức Phật. Và con cũng rất là khâm phục cái tâm ý của ổng, là mặc dầu ổng có nói một cái câu mà trống không như vậy, nhưng mà nói lên cái điều mà xấu của cái kẻ trộm, mà ổng đã bị cột quan trái với kẻ trộm này. Mà con thấy là cái kẻ trộm này là cái tâm sân của cái người này đó, quá dữ dội. Sân là sân như là đúng là sân còn hơn lửa. Sân gì mà đốt nhà, đốt ruộng, đốt chặt chân trâu bò gì của người ta 7 lần mà chưa có hả giận nữa. Rồi lại còn đi tìm cái gì mà người ta thích đó, thì lại tiêu diệt cái đó luôn mới hạ giận. Nhưng mà không ngờ là cái ông này, cái người ăn trộm này đã làm cái điều mà ổng không nghĩ là ổng phải đọa địa ngục. Vì ổng không biết cho nên ổng mới làm như vậy. Chứ nếu mà ổng biết là cái hậu quả của ổng làm cái việc này mà ổng bị đọa địa ngục, bị đốt cháy như thế thì chắc là ổng không có dám. Nhưng mà vì ổng không có biết cho nên ổng tiếp tục ổng làm để mà cho hả giận đối với cái ông bá hộ này. Thì con thấy là cái nhân quả rất là không thể bàn tới được. Cho nên đối với con, bây giờ con rất là sợ làm việc gì thì con cũng phải quán chiếu về cái giới của mình. Mình làm như vậy có phạm giới hay không? Và nếu phạm giới thì như thế nào thế nào? Cái việc của mình làm tạo cái nhân quả gì thì mình phải suy nghĩ cho kỹ rồi mình mới làm. Chứ con thấy ở thế gian này bây giờ thì ở đâu chắc cũng có. Con thấy là nhất là ở Việt Nam gần đây con nghe có nhiều khi chỉ cãi giả sơ sơ vậy thôi mà cũng lấy dao ra rồi giết người ta, chỉ vì một hai câu nói vậy cũng có thể là mất mạng luôn. Con nghe thấy cũng mấy lần. Giờ ở đâu cũng vậy. Con người ta bây giờ cái tâm của họ thì người tốt cũng có nhiều, nhưng mà người ác thì cũng có nhiều. Cho nên là mình phải giữ ý giữ tứ. Mặc dầu mình biết cái điều đó họ làm là không tốt, nhưng mà mình thôi, việc ai làm nấy chịu. Mình không nên nói, bởi vì mình nói thì sẽ cột quan trái. Dạ, con thấy là con người ta mặc dù họ làm cái điều đó không đúng, điều đó sai, nhưng mà ai mà biết được cái điều xấu, điều sai của họ thì họ cũng ghét, hoặc là có thể họ trả thù. Dạ, con thấy có nhiều trường hợp đó. Cho nên là qua cái câu pháp cú này, qua cái duyên sự này đó, thì con thấy là chúng ta phải thận trọng trong đời sống, cố gắng tu tập. Chứ còn mình vì một câu nói mà mình không có giữ ý thì có thể là nguy hiểm. Dạ, con chỉ có bao nhiêu cái điều chia sẻ đó thôi.
không biết có sai sót chỗ nào thì xin Ngài chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con kính nhân mít trở lại cho Ngài. Sa thủ chị Minh Ta. Chị Minh Ta đã nói cái câu này là coi như không có ý kiến nữa. Nên là cái vấn đề nhân quả bất khả tư nghị ha. Cái nghiệp bất khả tư nghị. Rồi ngoài cái chữ bất khả tư nghị còn nói người tốt cũng nhiều mà người ác cũng nhiều. Vậy là quê dấu. Tức là trong cái cộng nghiệp cũng có cái biệt nghiệp ha. Trong cái cộng nghiệp cũng có cái biệt nghiệp. Mà cái trường hợp này là một cái trường hợp rất là hy hữu. Sự phân tích của Sinh Mê Ta chúng ta thấy rất là xác thực. Còn những vị khác thì có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Alo, có ai đưa tay không? Chị Kim hả? Chị Kim chỉ có tinh thần ăn uống thôi. Bởi vì sao khi này nói về con ếch á, thì nói rằng thịt của nó ngon. Trời đất ơi. Rồi, mời chị Kim đi. Con xin kính chào sư Chí Đức. Để con coi bữa nay sư nói có nhiều sư để con nhớ coi không. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Thạnh, sư Phước Sang, sư Tệ Đức, sư Phước Sang, rồi có sư gì nữa, Pháp Trang, rồi có thầy Thích Chân Tịnh, không biết còn thiếu sư nào không. Thôi con nói con xin chào sư Chí Đức, các sư, các cô tư nữ và quý Phật tử cho nó xong đi. Trước hết con xin kính chào. Ủa, sao đây nè, con để cái máy xa quá. Quý vị nghe rõ không? Nghe rõ chưa? Cho tín hiệu đi. Phát nguồn là cái lúc nào cái máy dỗn quá, lúc nào cũng nghe không rõ hết. Ok, rõ rồi ha. Ok, hồi nãy để cái máy xa ra, giờ kéo lại dần. Trước hết con xin cảm ơn sư đã bỏ thời giờ chỉ dạy đọc, chỉ cách đọc, rồi nói nghĩa của từng chữ, rồi nói tích sự. Và con cũng cảm ơn cô Mê Tà bên chia sẻ. Sự ơi, con đâu có ăn thịt ác bao giờ đâu. Con có lần con về dưới quê, con thấy mấy con của ông chú của con á đi bắt ếch trên tiên, rồi cho con ăn miếng, rồi con ăn dai dai giống hồi đó nhỏ rồi đâu có nhớ đâu, cái ếch này nhỏ xíu con ăn con cũng quên mấy rồi. Nhưng mà sau này con thấy thịt ếch bán cũng mắc lắm. Bên Mỹ thấy cũng có bán thịt ếch nhưng mà không có thịt tươi, chỉ là thịt đông lạnh. Con nhìn cái chân đất vào về ốm ốm vậy đó, con ớt muốn chết luôn, đâu có ăn bao giờ đâu. Nhưng mà thấy nó mắc lắm, 4-5 đồng con nhỏ xíu vậy đó. Con đâu có ăn đâu, con chỉ nói cho vui vậy thôi. Con không có ăn thịt ếch đâu. Tâm hồn ăn uống thì ai cũng thấy có ăn đi. Nhất thực chứng tâm sinh sinh dịch tồn vậy đó. Tức là cái ăn là phải có chứ. Không có ăn cũng như là xe không có xăng nghỉ sư. Xe không có xăng xe đâu có chạy. Mình không ăn á thì mình đâu có sống nổi đây sư. Thì phải có ăn. Ăn thì có đủ thứ gì chuyện hết. Lúc nào cũng phải ăn hết chứ. Khi mình đói mình phải ăn, mà không đói mà tới giờ cũng phải ăn. Còn thôi thì cái cơ thể mình nó đâu có chịu ấy đâu. Sầu buồn khổ gì đó, vui vẻ gì đó cũng phải ăn thôi. Con là vậy đó. Vô tư mà sư. Thôi giờ để trở lại cái câu kinh pháp cú này. Khi mà đọc cái câu, khi mà sư nói tích sự của con nhỏ quỷ mình chăng này, nó bị nghiệp ác khổ sở giống vậy. Mà cái này là cái việc của nó tự nó tạo ra rất là nặng. Thì con nhớ lại cách đây một hai tuần thì cũng học cái bài kinh pháp cú, con không biết cuốn mấy nữa, nhưng đó là tiền thân của ngài Khon Đá Tha Ná. Ngài có cứ một cái bóng người đàn bà lúc nào cũng đi theo ngài hết. Nếu mà ngài vô trong cái khuôn viên của cái chánh điện á, trong chùa á, thì không có.
thì nếu mà ngài bước ra khỏi cái khuôn viên chánh điện của cái chùa, đứng trước sân chùa thôi, bắt đầu từ bước ra khỏi cái chánh điện chùa là ngài đi đâu cũng có một bóng người đàn bà đi theo. Mặc dù tiền kiếp trước của ngài á, là một ông chủ thiên, chắc mới là nó quẩn dữ lắm, không có thì giờ đi quậy người khác thôi. Quậy đâu quậy, gặp ngài hai người vị sư rất là giữ giới, thì cũng mặc giữ giới mà quậy giống như vậy để cho họ hiểu lầm với nhau. Tuy rằng ngày sau đó cái vị chư thiên này biết và xin sám hối lỗi với hai vị sư đó, giải thích đàng hoàng, sám hối đàng hoàng đó, mà cái nghiệp nó không có buông tha. Bởi vậy khi mà con nghe sư Lữ Tông nói á, cái cục than, cái lò lửa than nó nóng, mình rờ vô mình rút ra nó nóng, mình biết nó nóng rồi, nhưng mà nó để cho mình cái thẹo thì cái thẹo vẫn còn, thì mặc dù mình sám hối thì cái nghiệp nó vẫn nhẹ hơn một chút, nhưng mà cái kết quả của nó không có thua gì. Cũng như cái ông ăn trộm này, trời ơi, ông đầm gì đâu mà quá trời, trời ơi không, hạnh pháp tội phá phá hòa hợp trăng sai. Khi nào nói về tăng, tăng đoàn, hòa hợp tăng á, phải ít nhất bốn ông tăng trở lên, bốn ông sư trở lên mới gọi là phá hòa hợp tăng. Còn hai người không có đâu cô. Cô coi lại đi ha, cổng thôi. Sư chỉ bất những lời con nói có đúng không? Khi mà phá hòa hợp tăng và đó là một tăng đoàn, phải ít nhất bốn vị sư trở lên. Ok. Chứ hai vị sư này chỉ là cá nhân thôi, chưa có gọi là hòa hợp tăng đoàn đâu. Nhưng mà tại vì hai vị sư này giữ giới, rất là giữ giới, tu hành rất tinh tấn, không có đúng. Nói về hòa hợp tăng đó, ngủ nghịch tội hả, là giết cha giết mẹ, làm trái cái gì, giết hai giết mà rồi giết a la hán, rồi quá giờ làm Phật chảy máu, rồi làm tăng bắt quà, là năm đại nghịch, năm cái ngủ đại nghịch. Nhưng chúng tôi ở bên Mỹ á, thì những cái này chúng tôi không có sợ. Thứ nhất á, trẻ ở bên đây mà già đó nuôi không nổi á, không có cần giết, không giống như ngày mất cơ la ná đem vô rừng bỏ đâu, đem vô nó xin hôm là được rồi. Thứ hai, không có tội giết Phật, làm bị thương Phật đâu, Phật nhập niết bàn rồi, không có cơ hội đâu. Còn á, nếu mà phá hòa hợp tăng á, mấy cái chùa bên Mỹ cho dù bự kích mấy cũng có một hai ông tăng hà, không có nhiều. Còn mấy vị A-la-hán mà có hiện tiền không có đâu. Mấy vị mà đắc A-la-hán, mấy vị vô trong rừng ở trên rồi, không có ở ngoài đâu, sợ dữ lắm, phiền não dữ lắm. Thành ra ở bên Mỹ không có sợ mấy điều đó. Cái này nói cho vui thôi nha. Bây giờ trở lại câu Kinh Pháp Cú 136. Theo sự nhận biết của con á, trong cái câu Kinh Pháp Cú này, cái chữ mà chính trong đây mà Đức Phật muốn nói, tức là cái là chữ mà con làm lộn cái bài đó, cái chữ hôm qua các bạn tâm tâm là cái chữ Akgiddhatho Tapati đó, tức là bị chịu nung nấu, bị chịu phạt đó, là cái chữ đó đúng thôi. Họ bị nung nấu gì thì do cái sự ngu si của họ, do cái tâm sân tự người, cái người mà không có hiểu biết nhiều, cái tâm sân, cái sự giận hờn ông này nè, cái chánh của ông là tâm sân, mà tâm sân người ta thường á nó nóng lên, nó dữ dội nhưng mà nó không kéo dài. Mà cái ông này á, trời ơi, ổng sân kêu bằng sân không biết kể đâu mà nói đâu, tức ổng đi phá nhà người ta, ổng đi làm đủ thứ tới đủ thứ chuyện thôi. Có nhiều người người ta sân, người ta chửi rồi người ta quên đi, rồi người ta trả thù một cái thôi thì sao. Mà cái ông sân, cái ông này ổng sân quá, con thấy cũng sợ luôn vậy đó. Thì trong cái con học đó thì con biết nhân của tâm sân đó, nó còn có gồm có 5 cái. Thứ nhất là cái người hay sân hận. Thứ hai, không có sự suy tư, có suy tư thấu xa, tức là con người có sự suy tư nông cạn. Thứ ba, ít có học vấn, ít có học thức đó. Thứ tư, thường gặp các đối tượng xấu, tức là họ chơi với người xấu. Thứ năm là gặp các điều làm cho sân hận phát sanh. Thì cái người mà hay sân hận là do cái tục sinh của họ, là sân hận kiếp của họ, sân hận tiếp tục.
thì cái vấn đề mà thứ năm gặp các điều làm cho sân hận phát sanh, thì sân hận phát sanh thì có rất nhiều, ít nhất có 9-10 cái. Thứ nhất, sân hận là nghĩ cho cái người đó làm cho mình ta đau khổ, buồn rầu, mất mát. Rồi thứ hai, sân hận nghĩ như họ làm cho cái người mình thương, mình yêu bị mất mát, đau khổ. Rồi thứ ba, sân hận vì họ nghĩ rằng đã cái người ghét đó đã làm cho cái người mà mình ghét mình sân đó, cho họ lợi lộc. Rồi có nhiều khi họ không có chuyện gì á, họ đi không cẩn thận, họ đá cục đá, họ đập đầu dưới tường, họ cũng nổi sân lên nữa, mà cái đó đâu ai làm họ đâu, chính vì họ tự họ làm, họ không đi, họ không có dòm tới dòm lui, họ đi họ dập cục đá, họ té rồi đụng cái đầu vô cửa, họ cũng nổi điên lên. Mà nhiều khi những người nổi điên này họ lại chạy đập qua những người đứng gần đó, họ ghét những người đó nữa. Thì cái đặc biệt đó, cái người sân này cũng có thể do vì cái nghiệp sát của họ lúc trước là người giết người, rồi người hay tự tử sát sanh nữa, đủ thứ hết. Rồi cái tâm tính của người này rất là hung dữ, giống vậy con không nói nhiều. Nhưng đối với cái ông này, ông sân hận nhiều quá, ông làm tổn hại người ta chỉ nói một câu vậy thôi, ông này cũng nói đâu có sai. Ông chỉ nói đi ngủ rồi xong đi rửa chân nằm đó để dơ nó người, sao mà bất cẩn như vậy. Thì ông nói ông khuyên cái ông sân hận này á, thì nên ăn ở sạch sẽ. Đại khái như thấy ông một người rất có giàu có, mà có các tâm từ bi, mà có sự tu tập nữa. Ông cố gắng ông hành cái tâm từ tâm bi của ông rất là lớn, mà cái gì mà ông làm cho Phật pháp hay giúp đỡ người khác, nhất là cho Phật pháp, thì ông rất quan hỷ. Cho dù tốn kém bao nhiêu, ông ta cũng không có can nệ, không có như là cái loại tiếc của vậy đó, không thấy tiếc của, không thấy nề hà. Thì cái ông tâm ông này có sự tu tập về cái pháp bố thí rất là lớn, con nghĩ rằng vậy. Thì nhưng mà ổng có tâm từ, ổng không sân hận. Khi mà ổng thấy bị phá vậy, ổng mới nói cái này ta có một cơ hội tới, để có một cơ hội nữa để tao được làm phước nữa. Và khi mà ổng quan trọng đó, khi mà ổng làm phước đó, để ổng không quên cái người này, ổng muốn, ổng biết cái người này mà làm những tội ác giống như vậy, chắc nó nghèo khó gì đó, chắc cái tâm của nó xấu giống vậy, thì nó không có được phước tốt. Khi mà ổng làm cái này, ổng nhớ cái đó, ổng mới hồi hướng, ổng chia phước, ổng hồi hướng chia phước gì đó, thì cho cái người mà đã làm phá hại ruộng của ổng hay những tài sản của ổng, để người ta được bớt đi cái tội. Rất là hoan hỷ, con rất hoan hỷ với cái tâm của ông này. Muốn học cái tâm này cũng không có dễ. Dạ. Thì chỉ có những người mà họ tu cái hạnh bố thí mà lớn, thì họ không thấy chuyện này là khó khăn cho họ. Nhưng đối với những người mà bỏng sẻn, ích kỷ thì rất khó. Mà hoan hỷ chia sẻ những cái việc làm tốt của người khác, họ nhiều khi họ cũng không thích nữa, họ còn gây ganh tị nữa. Thì con rất là khâm phục và nên học theo cái đức tánh của ông Bá Hộ Su Má Găng Ná này. Thì con rất là phải nhớ kỹ cái điều của ông này. Ông làm một điều mà rất ít người khác làm. Không, thứ nhất là không có hận thù, buồn phiền đối với người mà làm thiệt hại tài sản của mình giống vậy. Rất có lòng từ bi thương người, chia phước hồi hướng cho cái người mà đã phá tài sản của ổng. Tức là tâm từ với bố thí của ông rất là rộng rãi. Thì cái muốn học, muốn học được cái pháp của ông này nè, Su Má Găng Gá Lá, rất là hay, rất là cái tên cũng hay đó. Măng Gá Lá giống như tưởng như là hạnh phúc, Su là cái điều tốt, điều lành. Thì rồi, nhưng mà có một điều con phải ghi nhớ rằng, khi đã con học một bài này, đó là khi nào, như cô Mê Tà có nói ở bên Việt Nam, bây giờ cái tấm người bên Việt Nam rất là thân hận, có gì một câu nói hay cái gì đó họ cũng nổi sân lên, họ có thể chiến với nhau. Thì cái con nghĩ rằng cái họ chung cái nghiệp của họ sân hận, họ đều tục sinh vào trong thời gian này, trong một đất nước đó.
để mà gặp những người sanh hạnh giống vậy. Thì đối với con, qua bài này con học hỏi một điều, hãy nên nhíp cái miệng mình lỡ, nhất là cái miệng con hay nói đó. Thì bởi vậy khi mà con mỗi lần con về Việt Nam á, khi có công chuyện á, con không có về Việt Nam đi du lịch đâu, con không có quẩn làm chuyện đó, nhưng mà có chuyện nhà thì con về, thì con lúc nào con cũng chú tâm vào đó. Thứ nhất không có đeo vòng vàng, thứ hai không có bận đồ gì khác lạ, rất bình dị. Thứ tư nhất là con kém cái miệng lại, dứt cái miệng lại. Cần thì nói, không cần thôi giả câm cũng được, họ chửi mình cũng được, họ nói mình ngu sao không trả lời, nín thinh thôi. Rồi 36 pháp đó là chẩu la đó, tránh né là trốn nhất, tốt nhất đi chỗ khác thôi, không có nói. Thành ra con về Việt Nam con ít bị người ta chửi lắm. Hồi lấy lần đầu tiên mới về đó, thì còn nói chuyện giống như có một lần con không có người chữ kinh người tôi cũng biết nguyên sai nữa, KHIN hát chứ không phải là cái này, cô gọi là chính người. Không cô, hồi năm 94 tôi có về Việt Nam một lần, thì cái tánh mình bên Mỹ ai hỏi mình thì mình trả lời. Cái trời nắng quá, tôi đứng ở chợ Sài Gòn á, tôi đứng ngoài thì nó nắng, tôi đứng ở phía trong thôi, mà hai người bán quần áo đủ thứ gì đó, họ mời tôi mua cái này cái kia, tôi nói dạ cảm ơn, tôi không có cần, tôi không thích mua. Vậy mà họ cũng chửi nữa, mà họ mời hoài cái mình cười mình gật đầu, họ cũng chửi. Tức là nói cách nào họ làm bằng cách nào để mình phải mua một món đồ của họ, nếu không họ cũng chửi. Không phải tin người, mình biết, mình nhìn cái mặt người đó là mình biết rồi, là mình dám, mình né tránh chỗ khác, thấy chửi quá đi chỗ khác, đi ra ngoài đứng đón xe đi về thôi. Nhưng mà chỗ đó cũng khó đón xe, đắt gì đâu có đâu, mộng không đa ôm, tôi sợ đi lắm, nó chạy nguy hiểm lắm, tôi không biết có đụng cái chân tôi không nữa, mà tôi đang chờ người nhà lại chở tôi về thôi. Tôi khó lắm cô, năm chín mấy về, nhất là đi bắt đi thận á, tôi sợ lắm, đi xa hơi đó mà mở chiến xuống, xe nó ngừng nó nóng á, phải mở kiếm xuống nó mời mua trái cây á, nó bán trái cây nó căng ẩu mà gì không thích. Mình đang trên đường về dưới quê đó, trong người thân của mình thiếu gì trái cây, không mua nó cũng đứng ngoài nó chửi nữa, nó không mua nó cũng chửi nữa, cái gì nó cũng chửi được hết. Tôi rất sợ, không biết những điều tôi nói có đúng không. Đó là năm 94, năm 1994 tôi về lần đầu tiên, rồi có công chuyện tôi về là tôi ớn dữ lắm rồi. Thành ra đi gặp mấy ông nội bà nội mấy má gì đó kêu trời ơi, con của giờ cái gì đó, Atula đó, A-la-sát đó, giờ bộn thấy mời đấy, đi đánh cái mặt đi chỗ khác, biến đi chỗ khác, thấy cái mặt cái xăng xì quá là ớn rồi, chạy đi mất tiêu rồi, không dám trả lời nữa, chứ không dám khinh người. Trời ơi, tôi mà khinh người, tôi cười nhắc đến kia vậy, chắc là nó giọng cái mặt tôi, giọng cái mờn vậy, về má tôi nhìn không ra nữa. Vậy thôi, cũng hết giờ, quá giờ rồi, dạ, con xin sám hối, con xin trả máy lời cho sư. Trong khi mà con chia sẻ bài này, còn có gì sai sót xin các sư, các cô tu nữ như Phật tử chỉ dạy, và con xin sám hối, và con chúc quý vị trong đầu tràng được ngày yên vui. Alo, 123 Sít Kim. Đoạn đầu nói thì hay, nên đoạn sau thì đi vô thẳng trong câu Phật ngôn này, không ý thức việc làm. Câu số 2 hả? Tức là không ý thức cái lời nói của mình, hơi dài dòng chút nè. Nhưng mà Sít Meta, Sít Kim cũng đi vào nội dung của câu Phật ngôn này rất là rõ ràng. Xà thủ hết giờ rồi nghe. Ở đây em chỉ hai cái đạo gặp nhau, một bên là đạo chích, một bên là đạo Phật. Mà cái đạo chích là cái đó. Nhớ câu nói, con ơi học lấy nghề cha, một giờ ăn trộm bằng 3 năm làm. Đó là đạo chích. Còn đạo Phật thì cái ông Sú Măng Đà La này thể hiện cái tâm từ đó, quý vị thấy tuyệt vời. Khi mà tạo được phước thì ông lại hướng tâm tới cái người mà đã phá hoại, cho họ cái phần phước đầu tiên. Cho nên hai cái đạo nó khác nhau ha. Chúng ta có một cái sự phân tích để thấy rằng đạo Phật tuyệt vời, đem lại sự an lạc cho mình và đem lại sự an lạc cho kẻ khác. Làm cho anh đạo chức kia phải quỳ xuống sám hối ha. Đó là một cái điều đặc biệt. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin kết thúc ở đây.
với Phật lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật rồi áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin ngôi lực vô biên, quy toàn giác độc giác và sinh văn tính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc.